đấu khi bắt đầu đã không được suôn sẻ cho việc quay phát. Cơ hội cho Thanh Nho. Liên tục là những pha bẻ bóng vào giữa khung thành và tung ra những cú dứt điểm rất căng. Bây giờ là cơ hội cho Thanh Tiên. Cơ hội. Như vậy tỷ số là 1-0 cho Thanh Tiên. Hiệp 2 của trận đấu có lẽ sẽ là những pha trình diễn bùng nổ của cầu thủ bên phía hai đội. Và vừa rồi là một tình huống như vậy. Cú dứt điểm rất căng của một cầu thủ bên phía FC Thanh Tiên. Và đó là Phượng Eto. Cái nắng chói chang khiến cho tất cả người dân. Cố ơi! Như vậy tỷ số là 1-0. Vâng. Rất nhanh. Ngay sau khi Phượng Eto ghi bàn thắng đầu tiên cho FC Thanh Tiên thì Tuấn Vũ ngay lập tức đã có câu trả lời để mang về bàn thắng gỡ hòa dành cho FC Thanh Nho. Một cú dứt điểm không thể cản phá của Tuấn Vũ. Bóng đi căng, treo góc. Và không có một cơ hội nào dành cho thủ môn bên phía Thanh Tiên cả. Không được, vào ngày chủ nhật cuối tuần. Cố ơi, không được. Phản công cho Thanh Tiên. Thái Dũi. Thái Dũi không vào. Thực sự là một cú sốc. Liên tiếp là những pha dứt điểm bên phía Thanh Nho. Một pha chuyền bóng rất nguy hiểm của Phương Ây Tô và ngay sau đó anh đã phải trả giá cho sai lầm của mình. Một bàn thua dành cho các cầu thủ Thanh Tiên và tỷ số được nâng lên 2-1 cho Thanh Nho. Người ghi bàn là Văn Trai. Một pha trừng phạt sai lầm rất nhanh của Văn Trai. Phương Ây Tô có thể là người hùng trong hiệp 1 vì anh là người ghi bàn thắng mở tỷ số cho Thanh Tiên. Tuy nhiên trong hiệp 2 thì anh đã từ người hùng thành một tội đồ của Thanh Tiên khi đã vô tình biếu không một bàn thắng cho các cầu thủ Thanh Nho. Và ngay sau đó là 3-1. Vẫn là Văn Trai. Xin lỗi các bạn, bây giờ đó là Văn Sơn. Chưa đến 1 phút nhưng tuy đã có 2 bàn thắng được ghi cho các cầu thủ Thanh Nho. Phượng Eto. Không được. Có thể thấy là sau khi phạm sai lầm để dẫn đến bàn thua thứ hai thì tinh thần của các cầu thủ Thanh Tiên đã bị xuống. Vẫn là số 6 bên phía Thanh Nho. Cơ hội cho Hồ Nghĩa. 4-1 cho FC Thanh Nho. Quá bùng nổ. Một pha đi bóng miễn chê, miễn bàn của Tuấn Vũ. Và sau đó là một đường chuyền không thể thuận lợi hơn cho Hồ Nghĩa. Và chắc chắn là không thể khước từ một cơ hội ngon ăn như vừa rồi rồi. Một cơ hội mà Hồ Nghĩa thực sự là không được phép bỏ lỡ. Để nâng tỷ số lên 4-1 dành cho Thanh Nho. Cơ hội cho Thanh Nho. Tuấn Vũ. Vẫn là Tuấn Vũ. Chọc khe rất hay, không được. Của Tú Vụn. Bé bỏng. Vâng. Cho dù anh bé bỏng nhưng anh Khảo rất to. Thái Dũi. Không được. Đến từ vị trí thủ môn của bên phía Thanh Tiên. Có lẽ việc bị thua
với khoảng cách là 3 bàn đang khiến cho những cái đầu nóng đang dần xuất hiện trên sân. Tranh giải khuyến khích thôi, chứ cũng không phải là trận đấu chung kết. Và như vậy là trọng tài đã nổ hồi còi kết thúc trận đấu giữa FC Thanh Nho và Thanh Tiền. Tỷ số là 4-1 nhưng về phía FC Thanh Nho, và họ đã chính thức âm cho bình giải khuyến khích của giải đấu Cát Ngạn năm 2023 năm nay. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã cùng theo dõi trận đấu này trên sóng của VFTV. Và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những trận đấu tiếp theo.